Facebook Tăng Monida bất ngờ đăng tải kèm dòng trạng thái kỳ lạ khiến nhân tình rùng mình. Vụ việc của Tăng Monida dù đã được giới chức điều tra cơ bản khép lại. Tuy nhiên, những ẩn khúc xung quanh vụ việc dường như vẫn chưa được làm sáng tỏ. Gần đây, Facebook diễn viên quá cố Tăng Monida liên tục cập nhật kêu oan, fan nhóng nhào tìm người đứng sau. Sự việc bí ẩn này đang được các fan Thái Lan cũng như fan quốc tế bàn tán vô cùng sôi nổi. Vào ngày 21 tháng 5, mạng xã hội liên tục truyền tay nhau những bài đăng mới nhất trên trang Facebook của cố diễn viên Tăng Monida. Theo truyền thông Thái Lan, việc này vô cùng khó hiểu, có phần bí ẩn khi những người thân cận gồm mẹ, bạn bè đều khẳng định không biết mật khẩu tài khoản Facebook này của nữ diễn viên. Cụ thể, tài khoản này đã cập nhật bài đăng đầu tiên là hình ảnh người phụ nữ diện trên mình bộ váy hở lưng, đang đứng vẫy tay về hướng dòng sông Chao Phraya. Đáng chú ý, người phụ nữ giấu mặt này được cho chính là Kratit vì quản lý kim cô bản thân đã mời Tăng Mô đến với cuộc vui chết chóc trên thuyền. Bởi lẽ cư dân mạng có thể dễ dàng nhận ra chiếc váy lụa hồng mà cô đã mặc trong bức ảnh chụp chung Tăng Mô trên tàu, hoàn toàn trùng khớp với tấm hình quay lưng vào ngày tử nạn của Tăng Monida. Ngoài ra, trong bài đăng này còn có dòng trạng thái đi kèm với nội dung: "Tôi đã bị tổn thương bởi một người bạn mà tôi yêu thương và tin tưởng, đã khiến người đọc phải sởn gai ốc." Tiếp theo, sau đó hơn 4 tiếng, bài đăng thứ hai đã được cập nhật với hình ảnh là Tăng Monida đang mỉm cười vui vẻ bên cạnh ba người bạn khác trên thuyền là Paul, Clatit và Shane. Lời nhắn nhủ đi đôi với bức hình đã khiến cộng đồng mạng phải dậy sóng. Cụ thể, tài khoản Facebook đã viết: "Tôi chưa đi đâu cả, tôi vẫn đang chờ đợi sự thật từ miệng của năm người. Nhưng nếu họ không nói sự thật, chúng ta sẽ tiết lộ sự thật cho tất cả các bạn biết cùng lúc những gì đang xảy ra trên tàu. Xóa dữ liệu di động, đừng tưởng không khôi phục được nhé bản thân." Chưa dừng lại ở đó, stories của tài khoản này còn cập nhật hình ảnh ở phía sau đuôi thuyền, cũng là nơi nữ diễn viên đã té từ trên thuyền xuống sông rồi tử vong. Đến tối khuya cùng ngày, sự việc càng khiến nhiều người không thể làm ngơ khi một đoạn clip ngắn đã được đăng tải trên trang cá nhân của cố diễn viên. Trong clip chính là hình ảnh nữ quản lý Kratit đang được hai người đàn ông giúp đỡ lên thuyền. Cô nàng không ngừng bày tỏ sự vui vẻ và phấn khích trước chuyến đi. Kèm theo đoạn clip chính là dòng chia sẻ khẳng định cố diễn viên Tăng Monida vốn không đi vệ sinh trên thuyền như lời khai của những người bạn. Bởi lẽ lúc đó sóng đánh rất mạnh và thuyền liên tục lắc lư, nên việc đi vệ sinh ở phía sau thuyền vốn đã rất nguy hiểm. Cụ thể nội dung bài đăng viết: "Tôi không thể đi vệ sinh ở phía sau thuyền, nó không ngừng lắc lư và cô ấy phải cần có hai người đàn ông giúp đỡ. Tôi không thể nói, đừng đổ lỗi cho tôi bạn thân à." Những cập nhật như muốn tố cáo một ai đó đã gây ra cái chết cho mỹ nhân chiếc lá cuốn bay ngay trên chính tài khoản của mình đã và đang khiến nhân tình sôi sục. Nhiều đồn đoán cũng như tranh luận đã diễn ra, nhưng cho đến hiện tại vẫn chưa có ai lên tiếng thừa nhận bản thân là người đăng bài. Điều này vẫn còn là một bí ẩn. Theo suy đoán từ cư dân mạng, rất có thể Facebook cá nhân của Tăng Mô đã được gia đình quản lý và những bài đăng này rất có thể là của các thành viên trong gia đình của Tăng Mô. Bên cạnh đó, nghi vấn những fan của cố diễn viên nhận quyền kiểm soát và cho đăng đàn các bài viết này cũng không ngoại lệ. Vào ngày 26 tháng 2, làng giải trí Thái Lan đã vô cùng bàng hoàng và đau xót trước sự ra đi đột ngột của mỹ nhân chiếc lá cuốn bay. Sự việc đã trở thành vấn đề nhức nhối của không chỉ người hâm mộ Thái Lan mà còn đông đảo fan quốc tế tỏ ra bất bình cũng như vô cùng xót thương với câu chuyện thương tâm này.